Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Crypto FX. Tiếp tục một kèo cực kỳ chất cho mọi người đến từ Europe của DeFi Starter, một dự án hỗ trợ Launchpad mở bán IDO cho những dự án khác thuộc cái hệ và DeFinity. DeFinity thì có cái đồng coin khá là nổi tiếng chính là ICB ha, đạt đỉnh điểm khi mà lít sàn, vừa lên sàn là bắn liền luôn, mức giá đâu đó tầm cỡ ngàn mấy 2.000 đô các bạn nha, rất là nổi cách đây khoảng vài tháng thôi chứ không có xa đâu. Thì giá hiện tại cũng khá là ấn tượng chứ không có thua kém gì, đạt đâu đó 5-60 đô các bạn nha. Do airdrop của nó khá lớn, phát rất nhiều nên bị xả là tất yếu. Với lại cái mùa uptrend được rồi, downtrend chứ, thì ít nhiều phải bị ảnh hưởng. Đó là chuyện đương nhiên ha. Nhưng mà cái dự án thằng ICB được đánh giá cực kỳ tiềm năng. Và thằng này, thằng DeFi Starter này nè, là một cái launchpad đầu tiên của cái hệ ICB. Nó là vậy. Và Erop hôm nay thì cũng tương đối hơi đặc biệt, lý do là không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia. Chỉ những người tham gia Erop đợt 1 của hàng DeFi Starter thì được chọn lọc lại một lần nữa để đưa vào danh sách tham gia đợt 2. Không? Giờ để biết mình có nằm trong danh sách hay không, cách đơn giản nhất là các bạn có thể kiểm tra email. Người nào nhận được cái email nội dung như vậy thì sẽ đủ điều kiện để tham gia Erop đợt 2. Và lưu ý, Erop đợt 2 thì phần thưởng là 50.000 token DeFi ha. Kèo này thì không có thua gì thằng Rep Finance đâu, nên anh em nào mà có trong danh sách thì đừng bỏ lỡ. Nội dung của cái tiêu đề á, mình sẽ đặt sẵn trong phần mô tả video để các bạn có thể copy cái tiêu đề mail này tìm cho nó dễ ha. Chứ nhiều khi làm Erop nhiều với lại nhiều bìa thư rác á, thì khó tìm. Search thử cái tiêu đề, nếu đúng cái tiêu đề mời tham gia testnet đợt 2 là ok thôi, vô bụp. Thì nội dung của cái email này nó chỉ có hai cái đường link thôi. Link thứ nhất là tham gia testnet, link thứ hai là điền cái form để nhận thưởng. Về phần cái form này thì nó sẽ mở ra vào lúc là 10 giờ sáng theo múi giờ Singapore các bạn nha, và đóng lại vào lúc 10 giờ tối ngày 15 tháng 8, 12 tiếng để tham gia. Còn về phần testnet thì ngày 13 là ngày hôm nay, bắt đầu cho tới ngày 15, sau khi làm xong điền cái form liền để nhận thưởng, vậy là xong thôi, rất là đơn giản. Rồi các bạn cứ kiểm tra, ai mà đủ điều kiện thì bây giờ tiến hành ha, bấm vào cái link tham gia test. Đây mình sẽ làm từng bước cho các bạn tham khảo luôn. Đây là trang dự án, và hiện tại dự án này nó cho tham gia test ở trên cái mạng là Ethereum Grubston. Thì các bạn sử dụng ví Meta, và lưu ý một điều là các bạn nên sử dụng cái ví trùng với cái ví mà tham gia Erop đợt 1 các bạn nha. Chọn ở cái mạng là Rubston Test. Đây, chắc chắn tham gia test này thì phải có cái đồng coin test và đồng ETH Rubston rồi ha. Ai không có thì có thể đi vòi, đường link vòi mình có đặt sẵn cho bạn luôn. Vô đây vòi, chỉ cần copy cái địa chỉ ví, dán vào và xong thôi, bấm send. Và tự động nó gửi cho mình một ít ETH, tất nhiên là ETH này là thử nghiệm ha, không có giá trị thật. Bấm send xong các bạn để ý ha, cái danh sách ví của bạn nằm theo thứ tự. Tại rất là nhiều người yêu cầu thì các bạn phải chờ cho nó xử lý xong thì mới thấy cái đồng ETH ở trên ví. Rồi khi mà có ETH rồi như vậy nè, 0.1, 0.2 cũng được chứ không cần nhiều đâu các bạn, là tiến hành tham gia test được. Bước tiếp theo của mình là quay về với trang dự án, connect ví ha. Sau đó truy cập vào cái mục pháo sạch để nhận một số đồng coin thử nghiệm nữa. Lúc nãy là mình nhận cái đồng ETH để làm phí gas xác nhận giao dịch này nọ thôi. Còn bây giờ để tham gia test thì phải có những cái đồng coin để tham gia những cái tính năng của nó. Vô một file set ha, dán địa chỉ ví và bấm send, tương tự như bước hồi nãy thôi. Xác nhận trên ví và xong. Cứ xác nhận thoải mái các bạn, vì đây là mạng thử nghiệm ha, không có tốn tiền gì hết. Erop đợt này mình nghĩ chắc là chia cũng hơi nhiều, tại số người tham gia ít. Nó chọn lọc quá mà đúng không? Chờ thôi, chừng nào có đồng coin test mới tham gia được. Báo thành công ha. Công việc tiếp theo của mình là dán hôm một số hợp đồng vào. Đây, 1, 2, 3. 3 cái hợp đồng này là những cái đồng coin mà mình nó vừa cho mình. Dán vào để xem có nhận được chưa ha. Sao vậy, không cho copy vậy? Thật ra cũng không cần nữa các bạn. Mình làm thử một cái minh họa thôi, để biết là đã nhận được rồi thôi. Tên dài quá vậy, không nhận được là sao? Làm lại ha, sửa tên gì vậy đi, edit, sửa cái tên vậy,
tên nhiều khi nó dài quá. Cũng vậy à. Để xem nghe, tại sao không nhận được. Sửa lại thành USDT Rupton. Vấn đề cái tên không quan trọng đâu, muốn sửa cái gì là sửa thôi. Thử một cái hợp đồng khác ha, coi có nhận được chưa. Đây bây giờ cần sửa nè, vì tên dài quá. Next. Add. Đây đã nhận được 100 USDT. Vậy và vòi thì nó không có cho cái đồng DFA các bạn nha. Mình vòi USDT chắc là đi kiếm cái đồng DFA này rồi. Mình thì chưa có thử đó, giờ làm từng bước thôi. Rồi như vậy là xong á. Bây giờ tiến hành đi vô cái mục Staking. Đi vòi xong, giờ qua mục Start để đặt cọc ha. Kéo xuống bấm đặt cọc Approve. Confirm. Nhìn cái trang hoành tráng ta, mà tại sao cái khúc mà test đưa lên màn hình trắng tinh như vậy và không thích thì đúng không? Đúng rồi, nếu mà con dày thì mới khi mà điện firm nó có hỏi góp ý gì không thì góp ý cái bước này được nè các bạn. Đưa màn hình gì đâu, nhìn chán chói mắt. Với lại hơi chậm nữa nè. Quá chậm luôn chứ phải hơi chậm nữa. Spell up đi ha, nâng phí ga lên. Rồi xong. Bây giờ nó hỏi mình start bao nhiêu cái bước hồi nãy và mình approve ha. Bây giờ mới là start này. Đặt cọc. Chờ đợi tiếp. Hy vọng đợt này phát Arab nhiều nhiều một tí ha, 500 đô. Rồi đợi để đó nó x2 x3 đó xong lấy cái số tiền nó đi xổ số. Bao luôn, ngon luôn ha. Rồi chắc chắn rồi, khi mà đặt cọc có lãi thì mình sẽ bấm lem và xong rồi mình sẽ bấm rút ra thôi, nếu mà vậy. Sau khi các bạn thực hiện thao tác ở trên cái mục Start này thì cái mục Project nó sẽ mở ra cho các bạn để các bạn tham gia tiếp ha. Bấm Enter nè. Mục này là mục gì ta? Reverse Pool à, là mục bể bơi riêng tư ha. Mặc đồ bơi vô bơi thôi. Approve. Confirm. Bạn nào thích thì cứ thêm hết ba cái contract này vô các bạn nha. Còn không cũng được, tại vì khi đã vòi nó về ví và nằm đó rồi đúng không? Còn mình thêm hay không là chuyện của mình, thêm để hiển thị để thấy thôi. Khỏi phải tra là vậy. Rồi, hồi nãy là approve, bây giờ là join. Mục này là mình đi tham gia mua IDO ha. Mình nạp cái đồng DFI vô để đó thì để mua thôi. Nó tương tự như tham gia IEO trên sàn Binance vậy các bạn, hoặc là sàn tham gia IDO trên Coinlist chẳng hạn. Nạp cái đồng tiền vô, đặt cọc ở đó, sau đó nó sẽ phân bổ token mà nó bán cho mình thông qua cái việc là tổng cái pool đó có bao nhiêu cái số tiền nạp vô để đặt cọc và mua ha. Nó chia ra thì cái số dư còn lại thì thối cho mình thôi, nó đơn giản vậy. Về giao diện thì mấy cái trang IDO đều giống nhau. Lem ha, lem thì chắc chắn không được rồi, tại vì sau 2 ngày nữa cái chương trình bán IDO nó mới kết thúc, lúc đó nó mới bắt đầu phân bổ token ha. Bây giờ lem thì nó không có trả là hợp lý. Rồi dạo vòng vòng còn cái gì nữa hay không. Defi Starter Reverse Pool mua riêng tư ha. Ở dưới đây thì có một số dự án cũ. Rồi quay về với cái mục Staking này, coi nãy giờ nó có lãi chưa. Lem và các bạn đặt cọc cái đồng DFI này, vừa đặt cọc trên đây để nhận lãi và vừa đủ điều kiện để tham gia mua IDO, nó là vậy ha. Cái mục Staking đó giống như mình đi giam cái đồng BNB để tham gia mua IEO trên sàn Binance chẳng hạn, hoặc là giam cái đồng HT ở trên sàn Huobi để tham gia mua trên Huobi Premium ha. Rồi như vậy là xong các bạn nha. Trong quá trình thao tác có gặp vấn đề gì thì các bạn để với comment mình sẽ chia sẻ.
Đừng quên like, share cũng như bấm subscribe kênh, ủng hộ kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.